Nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn thế giới hướng tới. Thế nhưng đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch và một số tổ chức phi chính phủ được sự bợ đỡ của phương Tây luôn tìm cách lợi dụng nhằm thực hiện những động cơ đen tối, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch HRWK đặt trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. HRWK đã nhiều lần đưa ra những thông tin thiếu khách quan, không chính xác, mang tính xuyên tạc, phủ nhận thành quả, bồi nhọ bức tranh nhân quyền Việt Nam việc làm mang dụng ý xấu của HRW ít nhiều khiến cộng đồng quốc tế hiểu chưa đúng về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể thấy, HRW đã lộ nguyên hình là con rối đội lốt thúc đẩy nhân quyền, phục vụ cho mục tiêu chính trị của một thế lực đen tối. Nhằm vạch rõ bản chất của HRW đồng thời bác bỏ những cái nhìn phiến diện, những luận điệu vô căn cứ của tổ chức này về nhân quyền ở Việt Nam, mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Đội lốt theo dõi nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái cộng ước quốc tế của tác giả Phùng Kim Lân. Tổ chức HRW được thành lập năm 1988 trên cơ sở hợp nhất tổ chức Helsinki Watch do Robert Bernstein thành lập năm 1978 với mục đích giám sát Liên Xô bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực hiện quy ước của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE, hỗ trợ các nhóm bảo vệ nhân quyền tại nước này. Với một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ mục đích nghiên cứu và cổ vũ cho phát triển nhân quyền. Nói là chuyên nghiên cứu và cổ vũ cho nhân quyền, nhưng nhìn vào những hoạt động của HRVK, người ta không khó để nhận ra tổ chức này đã và đang lời nói không đi đôi với việc làm, ngày càng xa rời, thậm chí đi ngược tôn chỉ mục đích. Tổ chức này thường xuyên lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cáo buộc HRVK chịu quá nhiều chi phối từ chính phủ Hoa Kỳ, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích. Chẳng hạn, liên bang nga đã nhiều lần chỉ trích HRWK về những động thái tuyên truyền xuyên tạc kích động tạo cớ can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước này. Tương tự, do có những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nên chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với HRWK. Không phải ngẫu nhiên mà trang web của HRWK lại bị cấm hoạt động tại Thái Lan. Chính phủ nước này buộc phải làm điều ấy là vì thông qua trang web này tổ chức HRWK thường xuyên đội lốt theo dõi nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc, tán phát những nội dung thông tin sai lệch, kích động, vi phạm các quy định về an ninh quốc gia của họ. Ngoài ra, HLV kép còn bị nhiều quốc gia như Đức, Cuba, Sri Lanka, Triều Tiên, Ethiopia, Syria chỉ trích, phản đối với những nội dung và mức độ khác nhau vì đã can thiệp làm phức tạp tình hình, gây khó khăn cho việc bảo đảm nhân quyền ở các nước này. Không là ngoại lệ, HLV kép đã nhiều lần đưa ra những thông tin thiếu khách quan, không chính xác, mang tính xuyên tạc, phủ nhận thành quả, bồi nhọ bức tranh nhân quyền Việt Nam. Những việc làm mang dụng ý xấu của kép ít nhiều khiến cộng đồng quốc tế hiểu chưa đúng về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể thấy, kép đã lộ nguyên hình là con rối đội lốt thúc đẩy nhân quyền, phục vụ cho mục tiêu chính trị của một thế lực đen tối. Hành động của kép vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, Quy định về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác được đề cập trong các điều ước quốc tế. Đặc biệt trong Hiến trương Liên Hợp Quốc năm 1945, lần đầu tiên đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác ở Điều 2. Sau đó, tại Nghị quyết 2625 năm 1970 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn. Nền tảng pháp lý của nguyên tắc này là các nước, các tổ chức quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chính trị của một quốc gia. Nội dung chính của nguyên tắc theo nghị quyết 2625 là không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác. Theo đó, can thiệp vũ trang và tất cả các hình thức can thiệp hay đe dọa chống lại tư cách của quốc gia hay chống lại các đặc trưng chính trị, kinh tế và văn hóa của quốc gia đó đều là vi phạm luật pháp quốc tế. Không quốc gia nào có thể sử dụng hay khuyến khích sử dụng các biện pháp cưỡng ép bằng kinh tế, chính trị hay các hình thức khác nhằm buộc quốc gia khác phải phụ thuộc mình khi thực hiện các quyền chủ quyền và nhằm bảo đảm các lợi thế ở bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, nghị quyết 2625 còn quy định không quốc gia nào được tổ chức hỗ trợ khuyến khích tài trợ kích động hay dung thứ cho hành vi lật đổ, khủng bố hay các hoạt động vũ trang trực tiếp nhằm lật đổ bằng bạo lực thể chế của quốc gia khác hoặc can thiệp vào các cuộc bạo động dân sự ở quốc gia khác. Theo nghị quyết 2625, việc sử dụng bất cứ hình thức nào nhằm ngăn cản các dân tộc có bản sắc quốc gia cấu thành hành vi vi phạm các quyền không thể tách rời của các dân tộc đó và vi phạm nguyên tắc không can thiệp. Đối với Việt Nam, trong nhiều văn bản pháp luật, nhà nước Việt Nam cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, Thế nhưng HRVK đã phớt lờ những quy định và nguyên tắc ấy. Điều này càng lộ rõ thông qua những việc làm và phát ngôn của một số nhân vật đại diện cho HRVK thời gian gần đây. Ngày 14 tháng 1 năm 2020, HRVK đã ra cái gọi là Báo cáo Thế giới năm 2020, điểm lại bức tranh nhân quyền của khoảng 100 quốc gia. Phần nói về Việt Nam, báo cáo này viết, năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản ở Việt Nam, khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến, Trước khi đưa ra bản báo cáo này, HRVK đã không ít lần đòi trả tự do cho một số đối tượng mà họ khoác lên chiếc áo nhà dân chủ, nhà hoạt động nhân quyền đang thụ án do vi phạm pháp luật Việt Nam. Những việc làm và giọng điệu trên thêm một lần nữa chứng minh, mang danh là tổ chức nhân quyền nhưng hoạt động của HRVK không phục vụ cho sự phát triển nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không quá lời khi nói rằng, xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam đã trở thành bản chất của HRVK. Cần khẳng định rằng, Báo cáo Thế giới năm 2020 mà HRVK đưa ra đã dựa trên những thông tin xuyên tạc bịa đặt và không có cơ sở, không phản ánh đúng bức tranh nhân quyền của Việt Nam. Sau gần 35 năm đổi mới, bằng sự nỗ lực vượt bậc, Việt Nam đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, trong hơn 30 năm đổi mới nền kinh tế, Việt Nam đã tăng trưởng trung bình gần 7% trên một năm, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm trung bình hàng năm 5%. Việt Nam ngày càng nổi lên như một nền kinh tế có thu nhập trung bình và là nước xuất khẩu đang phát triển mạnh. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong nhóm 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới. Ông Rút Tín Quốc, Giám đốc khu vực châu Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF nhận định, những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đang phục hồi trở lại và tăng trưởng rất nhanh. Lạm phát và nợ công được giữ ở mức ổn định, xuất nhập khẩu tăng mạnh. Các vấn đề cũ liên tục được chính phủ khắc phục. Đầu tư nước ngoài đang gia tăng mạnh mẽ, có thể thấy bức tranh kinh tế Việt Nam đang sáng sủa hơn rất nhiều nhờ những nỗ lực cải tổ nền kinh tế của chính phủ. Mục tiêu cao nhất của quá trình phát triển ở Việt Nam không ngoài ý nghĩa vì con người cho con người. Sự phát triển, nhất là về kinh tế những năm qua là tiền đề, là nhân tố trước hết để Việt Nam bảo đảm quyền con người. Trên thực tiễn, Việt Nam liên tục đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Sự nỗ lực cố gắng của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người những năm qua đặc biệt trong năm 2019, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Sự kiện này đã chứng tỏ sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế về vai trò của Việt Nam trong vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn hòa bình trong khu vực và thế giới. Việt Nam lần thứ ba đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc về sát 2019. Đây là bằng chứng sinh động khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đại đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Với việc trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đang góp phần tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy nhân quyền. Việt Nam là khách mời của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, chứng tỏ sự ghi nhận của quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Rõ ràng năm 2019, Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của thế giới với những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật. Thực tiễn sinh động ấy đã bác bỏ hoàn toàn những nhận định hồ đồ vô căn cứ về Việt Nam mà HRW kép bịa đặt trong báo cáo Thế giới năm 2020. Hệ thống pháp luật Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là hiến trương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Lịch sử văn hóa truyền thống và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước, mục tiêu cao nhất mà hệ thống pháp luật Việt Nam hướng tới là bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền con người một cách tốt nhất. Mọi công dân sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, thành phần dân tộc hay trình độ đều bình đẳng trước pháp luật. Những trường hợp mà HRW gọi là nhà hoạt động và bất đồng chính kiến đã và đang bị chính quyền Việt Nam kết án tù. Thực chất đó là những công dân đã vi phạm pháp luật Việt Nam và họ phải chịu những hình phạt của luật pháp là hoàn toàn chính xác. Đòi trả tự do cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật của HRW là hành động trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế. Thực tế khẳng định, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng các quyền của mình và có cơ hội phát triển toàn diện, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực hướng tới. Việt Nam kiên quyết phản đối, bác bỏ những cái nhìn phiến diện, những luận điệu vô căn cứ của kép. Những chiêu trò của kép, dù có tinh vi xảo quyền tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể đánh lừa được dư luận và càng không thể phủ nhận hoặc làm lưu mờ những thành tiệu nhân quyền của việt nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận